quý vị, nút giao thông Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, người dân thường gọi là ngã tư Kinh Hoàng, bởi nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Để xóa bỏ điểm đen này, Đà Nẵng đã cải tạo, điều chỉnh tổ chức lại nút giao thông theo hướng phân làn từ xa, điều chỉnh tín hiệu đèn tránh xung đột giữa các loại phương tiện. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV qua một tuần vận hành thí điểm. Công trình cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao đường Ngũ Hành Sơn, Hồ Xuân Hương được khởi công từ đầu tháng 10 năm 2021. Theo đó, mở rộng mặt đường hiện trạng để tăng số lượng làn xe vào nút theo phương án tổ chức giao thông, bố trí 140m giải phân cách bằng bê tông cốt thép lắp ghép trước nút giao để ngăn cách giữa tuyến chính và đường gom, cải tạo, hoàn trả hệ thống thoát nước, di dời điện chiếu sáng, cây xanh, thông tin liên lạc, tổ chức giao thông bằng vạch sơn, biển báo, giá long môn, đèn tín hiệu, lắp đặt camera để giám sát giao thông. Qua nhiều lần thì cái lần này phân làn đường chỉnh trang này thì tôi thấy rất là hiệu quả, bởi vì là phân làn tất cả các cái gom tất cả các cái xe máy, xe thô sơ vào đường trong này, đường ngoài kia là làn đường ô tô, có nghĩa là phần đường nào thì xe đó đi, và đặc biệt là vấn đề đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ khu lục binh ấy, là cái tín hiệu đèn xanh đèn đỏ coi như là nó xen kẽ như rau, nó cũng rất là an toàn. Nếu mà những người dân mà thực hiện tốt, tham gia giao thông tốt, thực hiện cái ý thức tốt thì đảm bảo vấn đề tai nạn giao thông rất là giảm. Theo phương án tổ chức giao thông, các loại phương tiện di chuyển trên đường Ngô Quyền về hướng Ngũ Hành Sơn đến nút giao đường Lê Văn Hưu Ngũ Hành Sơn thì tách riêng hai làn riêng biệt. Phần đường chính dành cho xe ô tô các loại lưu thông, phần đường gom lưu thông dành cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và xe ô tô kích thước nhỏ. Đến ngã tư Ngũ Hành Sơn, Hồ Xuân Hương thì các phương tiện phải tuân theo hệ thống tín hiệu đèn. Đèn tín hiệu giao thông hoạt động theo chu kỳ 4 pha, tổ chức phân pha theo làn đường. Theo đó, xe container hướng từ cảng Tiên Sa vào nút không rẽ phải liên tục như trước đây mà phải chờ đèn tín hiệu. Phần đường dành cho mô tô, xe máy, xe thô sơ được ngăn cách bởi giải phân cách cứng bằng bê tông nên rất an toàn, thuận lợi. Trong tuần đầu vận hành thử nghiệm, ngoài các biển báo giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp trên đường, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ biển báo, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Thực hiện hướng dẫn xe lưu thông xe máy vào đường gom. Có một số xe vẫn chấp hành tốt và có những xe là chạy tốc độ hơi nhanh và vẫn chạy không có chưa chấp hành nữa. Bên cạnh việc cải tạo tổ chức giao thông trên toàn tuyến Ngô Quyền Ngũ Hành Sơn, các lực lượng chức năng của thành phố đang hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm giao thông. Theo đó, khi tốc độ các loại phương tiện vào khu vực nút giao quá 20 km/h thì sẽ bị xử lý. Thì sau khi hoàn thành công tác cải tạo thì Sở Giao thông đã đưa cái hệ thống nó vào vận hành theo cái phương án tổ chức thông mới. Thì qua một tuần theo dõi thì nhận thấy là tình hình giao thông tại cái khu vực nút là giao thông là ổn định, trong là nút thông thoáng và người tham gia giao thông là an toàn. Và trong thời gian đến và khi hết thời gian vận hành thử thì Sở Giao thông sẽ bàn giao lại cho các đơn vị quản lý cũng như các ngành liên quan để mà theo dõi xử lý.